Trong rừng châu Phi, danh pháp khoa học Cincer caper, còn được gọi là trâu kết, là một loài động vật có vú thuộc họ Bovida, bộ Artiodacita. Loài này được tìm thấy chủ yếu tại châu Phi, bao gồm Nam Phi, Zimbabwe, Mozambique, Botswana, Tanzania, Uganda, Kenya và các quốc gia khác. Một đặc điểm của trâu rừng châu Phi. Trâu rừng châu Phi là một loài động vật lớn, có kích thước tương đương với trâu nước. Chúng có chiều dài từ đầu đến đuôi khoảng 2,4 đến 3,5 mét và chiều mét và chiều cao tới vai từ 1,2 đến 1,8 mét. Trọng lượng của trâu rừng châu Phi khoảng từ 400 đến 900 kg. Trâu rừng châu Phi có lông màu đen, một đôi tai rộng và nhọn, đôi sừng cong và đặc biệt là hai chiếc sừng trên trán được phát triển mạnh mẽ ở cả hai giới. Các sừng của trâu rừng châu Phi làm bằng chất sừng, không phải là xương, và mỗi sừng có thể dài đến 1,5 mét. Trâu rừng châu Phi còn có các đặc điểm như chân ngắn, cơ thể khá cồng kềnh, lưng vằn và lông mặt dày. Chúng cũng có khả năng bơi và lội, và thường sống tập trung thành các bầy lớn, thường có từ 50 đến 500 cá thể. 2. Trâu rừng châu Phi sống ở đâu? Trâu rừng châu Phi phân bố chủ yếu ở các vùng rừng ở châu Phi, từ Togo và Ghana đến Uganda, Kenya, Tanzania và Namibia. Chúng thường sống ở những khu rừng ngập nước, rừng nhiệt đới ẩm ướt và các vùng đồng cỏ. Trâu rừng châu Phi cũng có thể tìm thấy ở các khu rừng thưa cây, khu vực đất thấp và các vùng đất nhiều thảm thực vật ở châu Phi. Tuy nhiên, do mất môi trường sống và săn bắn trái phép, số lượng trâu rừng châu Phi trong tự nhiên đã giảm đáng kể, đặc biệt là ở các vùng đất nông nghiệp và vùng đất thấp của châu Phi. 3. Trâu rừng châu Phi ăn gì? Trâu rừng châu Phi là loài động vật ăn cỏ và thảm cây. Chúng thường ăn các loại cỏ, lá, chồi non và các loại thảm cây khác nhau. Điều này có nghĩa là chúng có thể ăn các loại thực vật khác nhau tùy thuộc vào mùa, vùng đất và khả năng tiếp cận thức ăn. Trong thời kỳ mùa khô, khi thức ăn khó tìm kiếm, trâu rừng châu Phi có thể phải di chuyển đến những vùng đất mới để tìm kiếm thức ăn. Ngoài ra, trâu rừng châu Phi còn là loài ăn tạp, có thể ăn thêm một số loài thực vật khác như quả, rễ và thân cây để bổ sung dinh dưỡng. 4. Trâu rừng châu Phi nặng bao nhiêu kg? Trâu rừng châu Phi là một loài động vật lớn, thường có trọng lượng từ 250 đến 450 kg. Tuy nhiên, cá thể trưởng thành có thể nặng hơn nữa, đặc biệt là các con trâu đực. Các con trâu đực lớn nhất có thể nặng tới hơn 900 kg. Còn trâu cái thì thường nhẹ hơn so với trâu đực, có thể nặng từ 2. 5. Tập tính của trâu. Trâu rừng châu Phi là một loài động vật hoang dã và thường sống thành đàn nhỏ. Các tập tính của trâu rừng bao gồm: thói quen ăn uống. Trâu rừng thường ăn cỏ, lá và cây non. Họ thích ăn vào ban đêm và vào sáng sớm. Trâu giao phối và sinh con chỉ trong mùa mưa. Đỉnh điểm sinh diễn ra vào đầu mùa, trong khi đỉnh điểm giao phối diễn ra sau đó. Một con đực sẽ bảo vệ chặt chẽ một con cái đang trong giai đoạn động dục, trong khi vẫn giữ các con đực khác tại vùng đất chủng. Đây là thời điểm khó khăn, trâu cái khá lãng tránh và thu hút nhiều trâu đực đến xung quanh. Bởi thời gian một con trâu cái đủ động dục, chỉ có trâu chiếm ưu thế nhất trong đàn, đàn cấp dưới ở bên cạnh nó. Trâu cái động dục đầu tiên lúc 5 tuổi, sau một thai kỳ dài 11,5 tháng. Nghé sơ sinh vẫn ẩn trong thảm thực vật trong vài tuần đầu tiên, được trâu mẹ nuôi dưỡng trước khi gia nhập đàn chính. Nghé lớn hơn được gia nhập tại trung tâm đàn cho an toàn. Mối ràng buộc mẹ con giữa trâu mẹ và nghé con kéo dài lâu hơn so với hầu hết các loài trâu bò. Tuy nhiên, khi một con nghé mới sinh ra, ràng buộc kết thúc và trâu mẹ sẽ giữ con non lứa trước của nó tại đất trũng với những nhát khúc sừng. Tuy vậy, con non một tuổi sẽ theo mẹ nó một năm hoặc lâu hơn. Con đực rời khỏi mẹ mình khi 2 tuổi và tham gia các đàn con đực đơn thân. Nghé non, bất thường trong các loài trâu, bú sữa từ phía sau mẹ nó, đẩy đầu vào giữa các chân của trâu mẹ. Tiếng trống. Trâu châu Phi phát ra các âm thanh khác nhau. Nhiều tiếng kêu là phiên bản cường độ thấp của tiếng kêu phát ra bởi bò nhạc. Chúng phát ra tiếng trầm, từ 2 đến 4 giây xen kẽ trong khoảng 3 đến 6 giây để báo hiệu cho đàn di chuyển. Báo hiệu bầy đàn thay đổi hướng, trâu đầu đàn sẽ phát ra âm thanh gan gốc, tiếng cửa cọt kẹt khi di chuyển đến nơi uống nước. Một số cá thể phát ra tiếng dài ma a lên đến 20 lần một phút. Khi hung hăng, chúng phát tiếng đột ngột có thể kéo dài hoặc biến thành tiếng gầm gừ âm âm. Trâu cái phát ra tiếng trống nhẹ khi tiện nghé con.
nghé con sẽ phát tiếng trống tương tự có cường độ cao hơn khi gặp nạn. Khi bị đe dọa bởi kẻ săn mồi, trâu phát ra tiếng kéo dài oa. Những cá thể vượt trội phát tiếng trống thông báo sự hiện diện và vị trí của kẻ thù. Một phiên bản mạnh mẽ hơn của cùng một tiếng trống được phát ra như một lời cảnh báo cho kẻ xâm nhập lãnh thổ. Khi gặm cỏ, chúng sẽ phát ra âm thanh khác nhau, chẳng hạn như tiếng trống ngắn gọn, âm tiếng rít và tiếng rên. Thói quen sống, trâu rừng thường sống trong các khu rừng thưa và vùng cỏ cao. Họ có thể đi lang thang để tìm kiếm thức ăn và nước uống. Sự kiên nhẫn, trâu rừng thường sống trong môi trường khắc nghiệt và có thể đi nhiều dặm trong ngày để tìm kiếm thức ăn và nước uống. Sự thận trọng, trâu rừng là loài động vật thận trọng và dễ bị giật mình. Chúng có thể chạy nhanh để tránh sự nguy hiểm và thường sống trong các vùng rừng sâu để tránh sự can thiệp của con người. 6. Kẻ thù của trâu rừng châu Phi. Các kẻ thù tự nhiên của trâu rừng châu Phi bao gồm sư tử, báo, chó hoang và cá sấu. Tuy nhiên, ngày nay sự tàn phá của con người đang là mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống còn của loài này. Việc săn bắn, mất môi trường sống do khai thác rừng và đất đai, cũng như các hoạt động phát triển kinh tế khác đang gây ra sự suy giảm đáng kể trong số lượng trâu rừng châu Phi còn sót lại trên thế giới.